Kỳ họp thứ 16, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong tuần, đã xem xét và biểu quyết thông qua 6 nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023, giai đoạn 2021-2025, quyết định điều chỉnh một số dự án và chuyển mục đích sử dụng đất rừng để đầu tư xây dựng trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu tại thành phố Vũng Tàu, đặc biệt là quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, trong đó có nội dung quan trọng là sáp nhập huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ trong giai đoạn 2023-2025. Đối với các dự án được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Phạm Viết Thanh giao Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, chủ đầu tư khẩn trương triển khai, lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh dự án, các thủ tục đầu tư theo đúng quy trình, quy định pháp luật, bảo đảm các dự án được khởi công xây dựng, giải ngân vốn đầu tư đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, phát huy những việc làm tốt và quyết liệt chấn chỉnh những hạn chế còn tồn động là chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tại cuộc họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, đánh giá kết quả 10 tháng năm 2023 và bàn phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị địa phương siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân. Tuần qua, Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức đợt khảo sát đời sống các hộ nghèo sau hỗ trợ nhà đại đoàn kết từ Quỹ vì người nghèo tỉnh giai đoạn 2018-2020. Qua khảo sát, chất lượng các căn nhà đều đảm bảo chắc chắn, không hư hỏng. Các gia đình được hỗ trợ nhà sau từ 1 đến 3 năm đều đã thoát nghèo, trừ một số ít hộ cao tuổi, bệnh tật. Sau đợt khảo sát, Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ có báo cáo đánh giá tổng hợp để có chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm giúp các hộ dân sớm thoát nghèo và tránh tái nghèo trở lại. Năm 2023, Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đặt mục tiêu phát triển 1.550 đảng viên mới, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt hiệu quả. Chỉ trong 10 tháng, tỉnh đã kết nạp 1.472 đảng viên, đạt 95% kế hoạch đề ra. Trong số này, gần 65% đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy đã về đích sớm và đảm bảo chất lượng đề ra. Và đáng ghi nhận là đảng viên được kết nạp trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước vượt 18,5% chỉ tiêu. Số lượng tổ chức đảng thành lập mới cũng vượt 10% chỉ tiêu. Chương trình thời sự tuần qua truyền tải thông tin về niềm vui của đội ngũ nhà giáo trên địa bàn tỉnh. Vui mừng trước thông tin, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đồng ý về nguyên tắc bỏ hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Hầu hết giáo viên tại Bà Rịa Vũng Tàu đều cho rằng chủ trương bỏ thi thăng hạng viên chức và chuyển sang hình thức xét thăng hạng sẽ đánh giá đúng năng lực, sự cống hiến của giáo viên trong suốt quá trình công tác. Việc xét thăng hạng còn tạo động lực cho giáo viên thêm yêu nghề, say mê nghiên cứu khoa học, áp dụng kiến thức mới trong việc giảng dạy. Từ đầu tháng 10 năm 2023 đến nay, Bệnh viện Vũng Tàu ghi nhận số bệnh nhi tăng cao, hơn gấp đôi so với những tháng đầu năm nay. Đáng lo ngại, số bệnh nhi tập trung nhiều ở cả ba bệnh lý nguy hiểm là tay chân miệng, sốt xuất huyết và viêm phổi. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến số lượng trẻ nhập viện gia tăng, nên các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cảnh giác thực hành các biện pháp phòng bệnh cho trẻ. Khi trẻ có các biểu hiện sốt cao, khó hạ, nên đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời. Tổ hợp hóa dầu miền Nam là dự án quan trọng của công ty trách nhiệm hữu hạn hóa dầu Long Sơn LSP tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với tổng mức đầu tư lên tới 5,1 tỷ đô la Mỹ. Sau 5 năm triển khai, dự án đã hoàn thành. Việc chạy thử toàn bộ tổ hợp hóa dầu miền Nam vào tháng 11 năm 2023 đã được công ty trách nhiệm hữu hạn hóa dầu Long Sơn LSP tổ chức công bố. Khi tổ hợp đi vào hoạt động ổn định, LSP sản xuất khoảng 1,4 triệu tấn polyolefin là nguyên liệu sản xuất ra nhiều loại sản phẩm nhựa đang sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, giúp Việt Nam giảm nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu và nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp nhựa trong nước.